Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Thành bên em của ngày hôm nay ha Thì ngày hôm nay thì em báo cho anh chị biết là iPhone 4S thì bên em cũng đã hết hàng rồi Còn một vài cây, đó anh em sổ hai cây này hai cây, một cây 32GB, một cây 16GB Sổ hai cây 650 luôn Cho hai cây máy này, đó Đó, sống căng đét, wifi ok luôn đó một cây cây 32g này thì nó hơi đốm chỗ này nè đó em còn màng mà em lười thay quá bán còn hai cây sổ rẻ luôn cho anh chị em nào mua về cho hai người xài hoặc là tặng gì đó ok luôn Nói chung là cũng xài mượt lắm Đó hai cây rồi anh em nào mua liên hệ cho em luôn đó nói chung là giải trí xem youtube lại nghe gọi thôi hai cây này em sổ là sáu trăm rưỡi cho hai cái máy bán lẻ thì liên hệ em 09 chín uh, mua lẻ liên hệ em không chín bốn 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 chín bốn luôn nha rồi rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi hãy hay cái đăng ký kênh để cập nhật những dòng máy mới nhất từ nội ca sẽ thành ha rồi cảm ơn xin chào